Chương trình Tỏa sáng những vầng trăng khuyết do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức là dịp để những phụ nữ khuyết tật gặp gỡ, chia sẻ những tâm tư và cả những niềm vui, điều ước bé nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật, người khuyết tật gặp không ít khó khăn, phụ nữ khuyết tật lại càng gặp nhiều khó khăn hơn. Bởi ngoài những trở ngại bất tiện trong đi lại sinh hoạt, lao động, các bà, các mẹ, các chị còn phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để có thể hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình. Khi sức khỏe hạn chế, nhiều người đã cố gắng tìm kiếm một công việc phù hợp để có thể chủ động chăm lo cho bản thân, gia đình và mong muốn làm được những điều có ích cho cộng đồng. Do sức khỏe không tốt và đi lại khó khăn nên tôi đan đồ len để có thu nhập trang trải cuộc sống. Tôi cũng mong muốn được dạy nghề đan cho dân làng để bà con có thêm thu nhập. Hiện tại tôi mong muốn được nhà nước được cho mình vay vốn để mình làm ăn, để có thêm vốn rồi mình cần phải làm ăn. Có rảnh thì tôi cũng có đàn vấy để thu nhập được. Thấm nhuần lời dạy của bác, tàn nhưng không phế. Nhiều phụ nữ khuyết tật ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã vượt qua mặc cảm, tự ti, đồng sức, đồng lòng, cùng chồng chăm lo phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con cái khôn lớn, trưởng thành và có ích cho xã hội. Tại chương trình giao lưu Tỏa sáng vầng trăng khuyết, 25 hội viên phụ nữ khuyết tật tiêu biểu ở các địa phương trong tỉnh được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen. Đây được ví như những vầng trăng khuyết nhưng vẫn tỏa sáng lung linh giữa cuộc sống đời thường. Các chị chính là nguồn cảm hứng, là động lực tiếp sức cho những phụ nữ khuyết tật đang còn tự ti, mặc cảm trong cuộc sống, chưa tìm ra được con đường đi của mình, có thêm lạc quan và niềm tin yêu để sớm hòa nhập với xã hội, tạo ra các giá trị tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng. Ở nhà mình nuôi heo xong rồi mình đủ điều kiện trong gia đình, mình sinh ra 4 đứa con. Mình có máy xe sát nữa. Cảm ơn bên phụ nữ xã, huyện, tỉnh đã lo cho chương trình này, mình cũng mừng lắm. Chương trình giao lưu Tỏa sáng những vầng trăng khuyết được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam, 18 tháng 4 năm 1998, 18 tháng 4 năm 2023, là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện đề án 938, tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027 trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. Không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần nghị lực vượt khó của người khuyết tật, chương trình còn nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền bình đẳng của những người khuyết tật, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần với người khuyết tật nói chung, hội viên phụ nữ khuyết tật nói riêng. Trong cuộc sống sinh hoạt, những người khuyết tật nói chung và phụ nữ khuyết tật nói riêng rất cần sự chia sẻ, đồng cảm, giúp đỡ của mọi người xung quanh để họ có thêm ý chí, niềm tin, vượt qua nghịch cảnh, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Tiếp cận các chị là xem thử là cái mong muốn của các chị về khởi nghiệp, về kinh doanh, về phát triển kinh tế gia đình ở trên cái lĩnh vực nào thì mình mới có cái hướng để hỗ trợ. Hiện tại Quỹ Tín dụng Nhân dân phường Thắng Lợi phát triển rất tốt, hội phụ nữ cũng đã liên hệ và làm việc, cũng đề nghị với các chị là có cái nguồn xuất riêng ra để hỗ trợ cho hội phụ nữ phường, vay cái kênh đó với cái hướng ưu đãi và hỗ trợ cho hội phụ nữ phường. Trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng đồng hành hỗ trợ phụ nữ khuyết tật vượt qua mặc cảm, nâng cao năng lực bản thân, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội. Với sự đồng hành hỗ trợ của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ và ngành chức năng, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có trên 80% phụ nữ khuyết tật được các cấp hội hỗ trợ bằng các hình thức khác nhau theo nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.